Minh Phát với chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 18 tháng 1 cho đến ngày 24 tháng 1 năm 2021. Nếu như các bạn yêu kim loại quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn nhớ hãy nhấn giúp Minh Phát một like và hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Các bạn thân mến, lại một tuần nữa cho thấy diễn biến của giá vàng rất là khó lường. Và đây là tuần thứ hai trong năm nay giá vàng giao dịch ở mức thấp. Mặc dù các phiên trong tuần đã có các nhịp tăng giảm đan xen. Hiện nay, lượng vàng nắm giữ của SPDR, quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu hiện là 1.177,63 tấn vàng. Trong tuần vừa qua, quỹ ETF này đã bán hai phiên với tổng cộng là 20,71 tấn. Và một phiên giao dịch mua vào hôm thứ Sáu là 16,63 tấn. Các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới đã khởi điểm ở mức 1.850 USD và chốt tuần ở mức 1.827 USD một ounce. Như vậy, trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới đã giảm 23 USD với tỷ lệ là 1,25%. Tính ra tiền Việt Nam khoảng 540.000 đồng. Còn là thị trường trong nước thì ngược lại, ghi nhận tuần tăng nhẹ. Với giá vàng SJC khởi điểm đầu tuần là 56 triệu đồng một lượng và cuối tuần là 56,4 triệu đồng một lượng. Như vậy là trong tuần vừa qua đã tăng khoảng 400.000 đồng một lượng. Khi chúng ta nhìn vào số liệu vàng thế giới và trong nước trong tuần qua thì các bạn thấy biên độ giữa vàng trong nước và thế giới đã được giãn rộng ra. Có thời điểm biên độ đã lên tới khoảng 5 triệu đồng một lượng. Các bạn thân mến, sau khi giá vàng đã giảm xuống dưới mức là 1.825 USD một ounce vào hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 1, giá vàng không còn có khả năng phục hồi nhanh chóng, ít nhất là theo cuộc khảo sát về giá vàng của sàn Kiko News tại Phố Wall. Các nhà phân tích nói với sàn Kiko News rằng vàng đã chịu nhiều áp lực vào cuối tuần khi việc bán tháo cổ phiếu đã tạo ra một sự hoảng loạn trên thị trường kim loại quý vào hôm thứ Sáu. Trên hết, chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh đã khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với vàng trong ngắn hạn. Ông Adam Mouton, trưởng chiến lược gia thị trường tại Forex Line cho biết, thị trường đang phân loại qua các động tác của kích thích, lo lắng lạm phát và đồng đô la Mỹ phục hồi sẽ mất một thời gian trước khi vàng bắt đầu tăng trở lại. Khi cổ phiếu giảm giá, mọi người bắt đầu hoảng sợ và bắt đầu bán ra. Ông Philip Chable, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futury cho biết, chúng tôi có thể giảm xuống dưới mức 1.800 USD một ounce và chạm mức là 1.795 USD nếu như chỉ số đô la Mỹ tiếp tục tăng cùng với lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng. Và sau đây là kết quả khảo sát giá vàng trong tuần tới tại Phố Wall và thị trường bán lẻ. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Các nhà đầu tư tại Phố Wall bao gồm các nhà phân tích đã phân biệt giữa việc vàng đi xuống thấp hơn và đi ngang vào tuần tới. Và chỉ một số ít thấy rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn. Phân tích kết quả cho thấy trong số 16 người tham gia tại Phố Wall thì có tới 37,5% cho rằng giá vàng sẽ giảm. Bên cạnh đó cũng có 37,5% có ý kiến trung lập về kim loại quý và chỉ có khoảng 25% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Các nhà phân tích cũng trích dẫn một mô hình đầu cơ đang phát triển. Đây là một dấu hiệu cho thấy có thể sẽ có thêm nhiều tổn thất. Với ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của sàn Kiko News cho biết, một mô hình đầu cơ đáng ngại đã hình thành trên biểu đồ thanh hàng ngày. Đó là lý do tại sao tôi nhận định giá vàng sẽ xuống mức thấp hơn vào tuần tới. Những lo lắng tương tự trên Phố Wall không được thể hiện trên thị trường bán lẻ trong cuộc khảo sát, vì phần lớn rõ ràng vẫn thấy giá tăng cao hơn trong tuần tới. Trong tổng số 1.701 người tham gia khảo sát, có tới 54,4% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Có 21,9% có ý kiến trung lập về kim loại quý và có 23,7% cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Các bạn thân mến, trong tuần qua, giá vàng đã giảm vào phiên cuối tuần trong bối cảnh dữ liệu vĩ mô của Mỹ tiêu cực và đồng đô la Mỹ tăng cao hơn. Vàng đã giảm gần 35 đô la Mỹ trong ngày cuối tuần. Như vậy, vàng đã giao dịch thấp hơn khoảng 0,35% so với mức đóng cửa vào cuối tuần trước. Với giá vàng tương lai tháng 2 giao dịch trên sàn COMEX New York
ghi nhận ở mức cuối cùng là 1829,7 USD. Như vậy trong tuần qua, vàng đã giảm xuống do đồng đô la mạnh hơn và các chỉ số kỹ thuật yếu hơn. Quay trở lại thông qua đường trung bình động 200 ngày khi cuộc biểu tình trong nửa đầu tuần thất bại. Nếu như mức phá vỡ 1800 USD một ounce, chúng ta có thể kiểm tra mức thấp nhất vào cuối tháng 11 là gần 1765 USD. Còn nếu như giá về vùng thấp nhất của tháng 11 năm 2020 thì chúng ta cần chú ý mức giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 3. Và tất nhiên, nếu như điều đó xảy ra thì khả năng giá vàng sẽ về vùng 1690 USD cho đến 1700 USD một ounce. Như vậy, theo các bạn thì quan điểm về giá vàng trong tuần tới của các chuyên gia sẽ thế nào? Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Ông Michael Moore, người sáng lập Moore Analytics, khuyên các nhà đầu tư là nên chú ý đến các mức kỹ thuật vào tuần tới. Tôi tin rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới, nhưng các bạn hãy cảnh giác với khung thời gian thấp hơn, có thể ở mức cạn kiệt là dưới mức hỗ trợ 1809 USD và sau đó có thể giảm xuống mức là 1773 USD một ounce. Tất nhiên, sẽ có một khung thời gian cao hơn tiếp theo ở dưới mức hỗ trợ là 1690 USD. Ông nói rằng bản thân sự hợp nhất có một sự hình thành tăng giá trên đỉnh và hình thành giảm giá trên đáy. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận định mức thấp hơn và loại bỏ hình thành bên dưới. Ông Peter Hung, giám đốc giao dịch toàn cầu tại sàn Kitco News cho biết, nếu như mức giá 1825 USD bị mất vào tuần tới, thị trường vàng có thể sẽ nhìn ngưỡng là 1800 USD và sau đó sẽ giảm về 1775 USD một ounce. Và đây là mức giá chính trong tuần tới. Tuy nhiên thì ông Hung cũng nói thêm rằng việc giảm xuống dưới ngưỡng 1800 USD là điều khó xảy ra vào tuần tới. Tất nhiên vẫn là mang tính chất xây dựng đối với vàng. Quan điểm kinh tế ngắn hạn vẫn có vẻ khó khăn. Đó là lý do tại sao mọi người sợ hãi và quay trở lại huy động tiền mặt. Thị trường dễ bị tổn thương. Nhưng tôi đang tìm kiếm mức 1825 USD để giữ làm hỗ trợ. Một khi Tổng thống mới đắc cử của Mỹ là ông Joe Biden bắt tay vào công việc sau khi ngày nhậm chức 20 tháng 1. Và khi ấy, các gói hỗ trợ kinh tế sẽ được triển khai. Tôi tin kim loại quý sẽ chuyển biến tích cực. Các bạn quan sát sẽ thấy nhiều phiếu bầu trung lập cho tuần tới cho thấy rằng vàng bị mắc kẹt trong phạm vi rộng là 1800 cho đến 1900 USD một ounce. Ông Colin Sizenki, chiến lược gia thị trường tại CIA Management cho biết, niềm tin của nhà đầu tư vẫn còn mạnh mẽ và giữ được sóng gió trước vàng. Sự tập trung của nhà đầu tư trong tuần tới có thể là thu nhập của Mỹ và có thể là hứng khởi hơn là cuộc giằng co giữa vaccine phòng ngừa COVID-19 và mức giảm giá đang diễn ra. Ba cuộc họp của Ngân hàng Trung ương trong tuần tới dường như không mang lại kích thích mới, trừ khi Ngân hàng Trung ương Canada gây bất ngờ cho mọi người. Các bạn thân mến, những người vẫn lạc quan về giá vàng trong tuần tới cho rằng mức giảm hôm thứ Sáu chỉ là tạm thời và không cho rằng lợi suất cao hơn là một vấn đề lớn đối với kim loại quý. Ông Ariane, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Ariane Management cho biết, các nhà phân tích nói rằng tỷ giá tăng là không tốt cho vàng, nhưng lãi suất hầu như là không tăng, từ 0,096% lên mức cao nhất là 1,05% trong một năm và hiện đã trở lại mức thấp hơn so với trước khi động thái ban đầu. Bên cạnh đó, đó là tỷ giá thực rất quan trọng đối với vàng và tỷ giá thực vẫn là âm. Ông Alien đây nói thêm rằng các nguyên tắc cơ bản đối với vàng vẫn là tích cực. Có sự gia tăng chi tiêu do chính quyền mới của Mỹ và Fed điều chỉnh ở mức chi tiêu đó. Đây là một mô hình được phản ánh hầu hết ở các nước phát triển. Khi nền kinh tế số 1 thế giới đang tạm lắng thì Fed tiếp tục áp dụng chính sách siêu dễ dàng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed không có kế hoạch quay trở lại chính sách siêu dễ dàng của mình, ngay cả khi chính quyền ông Joe Biden sắp tới vận động hành lang cho một đợt kích thích mới và lớn nhằm thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn sau khi vaccine được tung ra đầy đủ. Chủ tịch Ngân hàng Fed Button hôm thứ Sáu cho biết, ông là người mới nhất tham gia điệp khúc tại Ngân hàng Trung ương Mỹ kêu gọi tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế. Ông đã hoan nghênh có kích thích trị giá 1.900 tỷ USD được đề xuất của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden. Đó là một gói kích thích lớn, nhưng tôi nghĩ nó là phù hợp. Ông nói, nền kinh tế đang tạm lắng ngay bây giờ, với lý do việc làm đã giảm trong tháng 12 và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao là 6,7%.
Sự kết hợp mà chúng tôi thực sự có về chính sách tài khoá và tiền tệ là phù hợp. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed là ông Powell vào hôm thứ Năm và các nhà hoạch định chính sách khác vào đầu tuần đã bị đẩy lùi, sau khi một số đồng nghiệp của họ bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong nửa cuối năm và báo hiệu rằng họ sẽ xem xét cắt giảm chương trình mua tài sản của Fed trong phản ứng. Ông Powell nói, bây giờ không phải là lúc để nói về lối thoát. Tôi hy vọng rằng tốc độ mua hiện tại vẫn sẽ còn thích hợp trong một thời gian khá dài. Cả hai đều lưu ý rằng nền kinh tế vẫn còn xa mục tiêu của Fed về việc làm đầy đủ và lạm phát 2%. Các nhà phân tích đang đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn hiện nay khi vaccine đang được tung ra và quốc hội hiện đang do Đảng Dân Chủ kiểm soát cởi mở hơn với các khoản chi tiêu lớn của chính phủ so với thông thường của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, việc triển khai vaccine không còn đồng đều và chậm chạp. Cho đến nay, chỉ có khoảng 3% dân số của Hoa Kỳ được tiêm một trong hai liều cần thiết. Rõ ràng là đại dịch có một con đường để đi và nhiều người, nhiều doanh nghiệp và bệnh viện cần được hỗ trợ cho đến khi chúng ta có thể loại bỏ đại dịch này sau lưng chúng ta và trở lại những gì chúng ta biết là bình thường và hy vọng sẽ phát triển mạnh mẽ từ đó. Các bạn thân mến, Fed sẽ nhóm họp tiếp theo để thảo luận về chính sách tiền tệ vào ngày 26 và 27 tháng 1 tới và dự kiến sẽ không thay đổi lãi suất hoặc là chính sách mua trái phiếu vào thời điểm đó. Theo các bạn thì các bạn thấy giá vàng trong tuần này thế nào khi thị trường quốc tế đã giảm nhưng trong nước lại tăng? Và đây cũng là một trong những lý do khiến cho giá vàng trong nước luôn cao hơn giá vàng thế giới. Trong tuần đã có lúc giữa giá vàng thế giới và trong nước có mức khoảng cách giãn rộng là 5 triệu đồng một lượng, với biên độ cũng được đẩy lên mức cao nhất là 850.000 đồng một lượng. Mặc dù trong tuần, ông Biden đã đưa ra kế hoạch chi ngân sách hỗ trợ Covid-19 tới 1.900 tỷ USD vào hôm thứ Năm. Ngay lập tức thì giá vàng đã bật tăng, nhưng vẫn không đủ lực để đẩy giá vàng vượt qua ngưỡng cản tâm lý là 1.900 USD một ao. Bởi kế hoạch thực hiện triển khai gói hỗ trợ kinh tế sẽ được tính toán sau ngày 20 tháng 1. Một trong các lý do khiến cho giá vàng không thể bật tăng mạnh trong thời gian vừa qua, đó chính là đồng USD có tính hồi phục. Lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ đã tăng cao. Và tất nhiên còn một lý do nữa, đó chính là vốn hóa thị trường đã dồn mạnh vào đồng tiền Bitcoin. Giá của đồng tiền Bitcoin này hiện đang là 37.152 đô la Mỹ một đồng. Các bạn thân mến, trong tuần tới, với 25% chuyên gia được khảo sát trên phố Wall và 54,4% trên thị trường bán lẻ cho rằng giá vàng sẽ tăng. Theo Minh Phát, đây là một tỷ lệ rất thấp khi họ đã chứng kiến hai tuần đầu tiên của năm 2021, giá của kim loại quý đã giao dịch ở mức thấp. Liệu thực tế có thể sẽ diễn ra đúng với nhận định của họ hay không? Minh Phát vẫn cho rằng giá vàng còn có nhiều yếu tố hỗ trợ nên niềm hy vọng tăng giá vào tuần tới vẫn còn và mong giá sẽ đi ngược với những nhận định của giới phân tích. Các bạn thân mến, bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 18 tháng 1 cho đến ngày 24 tháng 1 năm 2021 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Các bạn nhớ đón xem các bản tin được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của Minh Phát nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Nếu như các bạn yêu kim loại quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.